Bốn bánh kinh môn xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì bốn bánh lại tiếp tục về thêm một cặp sedan hạng sang số tự động với cửa tiền chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Đây, form dáng của em nó thì đẹp ngất ngây luôn. Nhìn rất là sang trọng, rất là đẳng cấp rồi. Một chiếc siêu xe thời điểm lăn bánh của em nó là lên đến hơn 1 tỷ đồng các nhá. Đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện tại chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu đồng là các đã sở hữu được một trong hai chiếc xe của em ngày hôm nay rồi, đều là biển thủ đô hết các nhá. Nhưng mọi người ở trong hai khu vực thành phố thì không phải lo vào tiền biển mất 2 triệu đồng nữa. Đây, số điện thoại liên hệ của em là 0354 152 888, địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây, mọi người quan tâm đến chiếc xe nào thì cứ liên hệ cho em nhé, bên em thì có vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc. Đây, form dáng tổng thành cả hai chiếc đây đều rất là đẹp luôn các bạn, cảm biến va chạm này, cả hai chiếc này đều là phiên bản cao cấp nhất các bác nhé. Ghế điện, cửa sổ trời, điều hòa auto, ba vị trí nhớ ghế này, phanh ngang vét bốn bánh, cảm biến va chạm đây, 8 túi khí an toàn, túi khí an toàn xung quanh xe luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm về độ an toàn xe rồi. Đây, form dáng thì đẹp rất ngây luôn. Sedan phân khúc hạng D các bác nhé, hạng sang. Hơn 100 triệu đồng thôi là các bác đã có một chiếc xe sang, form dáng đẹp rồi. An toàn, sang trọng. Đây, nội thất của chiếc xe đầu tiên đây, em cho mọi người tham khảo luôn này. Ở chiếc này thì đây, để em mở khóa nhé. Chiếc xe này vừa khóa mất rồi. Đấy, nội thất của em nó thì rất là đẹp luôn, ghế da theo xe này, rồi là các open gỗ đây, ba vị trí như ghế này, gương kính chỉnh điện cụp xe, đấy, vô lăng này, vô lăng bốn chấu đây, đấy, các cần này, đấy, nội thất rất là đẹp luôn các nhá, cả hai chiếc thì cam kết cho các bác là không lỗi, đấy, không có tai nạn, không gặp nước thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Gương điện chống choáng này, điều hòa auto số tự động này, đấy, tất cả các chức năng hoạt động rất bình thường nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, nội thất đây. Với cửa tiền 120 triệu đồng cho chiếc xe Ford Mondeo 2003 số tự động này các bác nhé, 2003 số tự động. Đấy, mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhé, số điện thoại 0354 152 888 để được xem xe trực tiếp theo địa chỉ thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, đây. Đây, nội thất của em nó này rất là đẹp luôn đấy ạ, rộng rãi, sang trọng, hơn 100 triệu đồng luôn. Cửa tiền tập lái là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe sang này đi rồi. Đấy, tiếp theo là chiếc 2004 này, 125 triệu đồng các bác nhé, 125 triệu đồng cho chiếc 2004 này các bác nhé. Đấy, cũng là đều form ăn đeo hết ạ. Đây, các bác nào ưng chiếc nào thì cứ alo cho bốn bánh kinh môn nhé. Đây, nội thất của chiếc xe 2004 này, trần 3D này, chiếc này thì bác chủ xe thêm lên bộ trần 3D chống nóng chống ồn nhé. Đây, tắp lô tắp đi đây, cả hai chiếc thì chất lượng đều ok, rất là ok luôn. Đấy, cam kết cho mọi người là không lỗi, cam kết là không lỗi. Chiếc này thì 125 triệu đồng nhá, cả hai chiếc thì đều đăng kiểm đến tháng 4 mọi người nhá, một chiếc là tháng 3, một chiếc tháng 4 sang năm. Đấy, mọi người quan tâm đến chiếc xe nào thì cứ liên hệ cho bốn bánh kinh môn nhá, để được xem xe trực tiếp. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.